Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cụ Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 chính thức có động thái phản hồi sau ồn ào về top vote của Khánh Vân. Sáng ngày 18 tháng 5 tính theo giờ Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 Bia đăng tải loạt trạng thái về vấn đề được cho là có ý mỉa mai, nghi ngờ chiến thắng của Việt Nam khi Khánh Vân đã giành được giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Cụ Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 cho biết cô đã vô cùng bất ngờ khi thức dậy và nhận thấy sự phẫn nộ của người Việt dành cho mình. Tiếp theo, Bia giải bày, cô cho rằng mọi người đã hiểu sai về mình và cô không có ý mỉa mai nghi ngờ chiến thắng từ đại diện Việt Nam. Bia viết, trong nhiều năm tôi đã nói và tôi tin rằng Philippines có nhiều người hâm mộ cuộc thi sắc đẹp nhất thế giới. Nhưng hôm qua, Việt Nam đã có được số phiếu bầu cao nhất trong lịch sử. Điều đó có nghĩa là tôi đã sai. Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Ở dòng trạng thái mới nhất, Bia soi dịu tình hình bằng cách khẳng định, làm rõ dòng trạng thái cũ. Người đẹp hy vọng mọi thứ được sáng tỏ và gửi lời chúc mừng đến đại diện Việt Nam khi đã có lượt bình chọn cao nhất trong lịch sử Hoa hậu Hoàn Vũ. Sau lời đính chính từ Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, người hâm mộ Việt Nam đã bớt dần sự giận dữ vì người đẹp đã có động thái hó lỗi về những hành vi vô tình gây hiểu lầm của mình. Dẫu vậy, vẫn có những ý kiến cho rằng Bia chỉ đang buộc phải lên tiếng vì cơn thịnh nộ của người hâm mộ Việt quá dữ dội. Một số bình luận liên quan, ai kêu tào lao quá chi cho bị nói cũng vừa lắm, mà thôi bà xin lỗi rồi thì cho qua đi mọi người, làm căng quá có khi cũng không có lợi cho Việt Nam. Xin lỗi chứ chị chưa biết sự đoàn kết của người Việt Nam, tuy ít fan hơn nhưng Việt Nam đoàn kết, đừng có khinh thường người khác. Sau khi bị cộng đồng mạng Việt Nam tràn vào thì chắc chịu không nổi phải lên tiếng thôi, đọc kỹ chị cũng chưa xin lỗi thẳng thừng nha chị ơi. Trước đó một ngày, Bia được cho là tỏ thái độ bị cho là ngờ vực khi Khánh Vân giành được giải vote. Sự việc đẩy lên cao trào khi một bộ phận fan Philippines cho rằng Rabia đại diện của Philippines mới là người thắng giải. Nhưng vì có trong danh sách top 20 nên giải được nhường lại cho người đứng thứ hai là Khánh Vân. Dù trong cuộc thi, MC chương trình khẳng định rõ, đại diện đạt được số bình chọn lớn nhất trong lịch sử Hoa hậu Hoàn Vũ là Việt Nam. Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ quan điểm dưới phần bình luận nhé! Cùng đón đọc những tin tức về chuyện sao Việt mỗi ngày trên Danh nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!